Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tỉnh Đắk Lắk công bố thêm 2 ca dương tính với COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định phong tỏa 4 tuyến phố, khu dân cư có liên quan đến 2 ca nhiễm bệnh này. Mọi hoạt động ra vào khu vực phong tỏa đều được lực lượng chức năng canh gác nghiêm ngặt. Ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, chốt chặn khu vực hẻm 43/15 Amakhe thuộc tổ dân phố 1, phường Tân Lợi, do có liên quan đến nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đi từ tâm dịch thành phố Đà Nẵng trở về. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thành lập 5 điểm chốt chặn tại khu vực này. Mỗi chốt bố trí từ 3 đến 5 người, gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, nhân viên y tế chia thành 2 ca, thay phiên túc trực 24/24 giờ, nhằm tránh tình trạng người dân trong khu cách ly tự ý ra ngoài, cũng như người ngoài vào bên trong. Hàng ngày, nhân viên y tế tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly, kiểm tra thân nhiệt của từng người để kịp thời phát hiện những biểu hiện của việc nhiễm bệnh để có biện pháp cách ly kịp thời. Ngoài ra, lực lượng chức năng của phường Tân Lập cũng thường xuyên phát loa tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không đi ra ngoài, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch của chính phủ. Mọi nhu yếu phẩm cần thiết khi người dân yêu cầu đều được lực lượng chức năng đáp ứng kịp thời. Thì nói chung là từ hôm qua đến nay thì nói chung là nhân dân thì trước mắt là người ta cũng tự túc là nấu ăn trong cái thực phẩm một khó của gia đình. Thế còn từ giờ đến giờ đi thì như là ngày nào chúng tôi cũng có túc trực để đến từng hộ gia đình, cần mua gạo, cần mua như vậy là thịt thì mua trứng, thì như vậy là làm sao để cho nhân dân yên tâm, tức là tự còn cách ly ở nhà chứ không được đi ra ngoài đường. Tại tuyến đường Hoàng Diệu, đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, cũng là nơi liên quan đến nữ bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 2 tháng 8 đã được lực lượng chức năng răng hàng rào, biển báo, lập điểm chốt chặn. Khu vực này có 11 hộ với 35 nhân khẩu, đa phần là người dân sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán, nên việc đảm bảo an toàn nơi đây luôn được lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu. Với tinh thần nội bất xuất, ngoại bất nhập, nên mọi sinh hoạt ăn uống tiếp tế thực phẩm cho người dân đều phải được tổ công tác đảm nhiệm hỗ trợ nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Hiện tại thì cái khu vực phong tỏa này thì có tới 11 hộ dân, trong đó là có 35 khẩu. Thì vừa qua thì ông phường đã rà soát và có hướng dẫn các hộ, thứ nhất là có nhu cầu đăng ký mua yếu phẩm, thứ hai là hướng dẫn đảm bảo được cái vệ sinh môi trường trong cái khu vực phải tỏa để là hỗ trợ thu gom để là phòng chống dịch bệnh, thứ ba là về phường có cái hỗ trợ mì tôm cũng như là cơm miễn phí cho một ngày là 2 buổi cho tất cả các hộ có nhu cầu để là đảm bảo được cái đời sống của bà con trong khu phải tỏa. Đầu tiên thì thấy họ tới đây là phong tỏa, sau rồi là rồi có bên phường rồi qua, rồi gia đình mình cũng tuân thủ theo thôi. Nói chung là từ vì nhà mình buôn bán rồi bên phường cũng hỗ trợ về cơm rồi nè, nhưng mà gia đình mình thì không nhận. Tại vì để dành cho những người họ thiếu thốn thôi, còn gia đình mình đầy đủ rồi mình không nhận đó. Nói chung là mình phải tuân thủ theo những cái điều mà của nhà nước mình đưa ra, thì điều trước tiên là tốt cho gia đình và tốt cho cộng đồng thôi. Ngoài chốt chặn 2 tuyến đường trên, thành phố Buôn Ma Thuột còn phong tỏa 2 khu vực khác là khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ và khu vực số nhà 101, quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận. Hiện tại hầu hết người dân tại các khu vực cách ly đều yên tâm chấp hành và hợp tác tốt chủ trương phong tỏa để phòng dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.